không chém lần số đề nha. Cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử quay lại kênh của Thành Trung nha cả nhà. Đây đang có một mớ vải. Cái vải này là không biết là thầy nhặt được ở đâu. Chuẩn bị máy y á cả nhà. Thầy máy y rất là đẹp. Kê vừa mới cho chi sống rồi đấy, kể cả chi bánh như bánh thấy cho một lần nhiều nó cũng sẵn chi quá rồi, nó được chi cho luôn cả cái khăn luôn. Xin ơi, ba lần thì nó cũng vậy à, xin nhé thầy cho hết. Mai quá trời luôn cả nhà. Rồi, con hãy đỡ bà con nhận cái lọc xin số để tài khoản đi. Dạ, Thành Trung không cho số tài khoản ai nha cả nhà. Hôm nay Thành Trung không cho số tài khoản ai hết nha. Cả nhà mình thông cảm ha. Thành Đạt và An đâu rồi? Thành Trung không biết cậu An đi đâu rồi. Thành Trung lên rồi mọi người ơi. Dạ đúng rồi, Thành Trung lên liên tục mà nó lại có khăn mới cũng dừng cho thầy. Giống như gọi là giáo viên gọi là đi dòng mà. Vợ chồng học giờ mua gọi là tính. Bờ Lê Cu Gia Lai mưa dầm. Ồ. Ngồi anh. Em ngồi cạnh đây. Thôi đây. Ta cứ ngồi thí như cái kia. Không, thầy đi khoác y khoác cái ra. Đừng có đi theo thầy mọi người ô. Thầy đi. Thầy bảo ngồi yên đi. Thầy đi. Thầy đi một vòng mà. Thầy cả nhà. Thầy một chút. Thầy nói được thầy một chút. Thầy bảo ngồi yên đổ xôi theo thầy. Không phải thầy đi đâu cả nhà ơi. Thầy công nghiệp. Chút. Cả nhà hoan hỉ. Cả nhà mình ngồi yên tại chỗ. Ai ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ đó. Sư huynh đâu để bàn giao công tác cái này nè. Nó đến khi mà đòi YouTuber là coi như hỏng hết, bánh kẹo luôn. Có thể anh nhận đồ của thầy được, có thể anh thầy điện thoại thì đang mở nguồn thì chắc có lẽ là người nhà sẽ gọi thì điện thoại vẫn mở nguồn mà. Đấy điện thoại đang đấy. Cái này là thầy vừa xong chứ. Còn thầy nào nữa đâu? Cái đây là thầy Phật tử. Hả? Mới xin vô để đó là đau khổ mến duy nhất ở đường đây rồi. Thầy đã đi mua hai chục mấy cây nữa tới đều ngang hả chị? Hai chục cây nữa là tới đều ngang rồi chị, có thể ngày mai mới tới Đắk Quảng Bình hả? Nhưng mà còn đi cả thầy còn đi cả một
đi cái đèo. Ô cả nhà ô, để cho thầy nghỉ ngơi tí thôi cả nhà ô. Chưa mai đi nữa. Từ quay đường xe chạy mơ, đường khác. Ô trời ơi. Chia sẻ đây cả nhà ơi, thầy bữa nay đi sớm, nói chung là trời đang còn khá nắng, 2 giờ rồi, nhưng mà thầy đang hỏi ý kiến để xem là như thế nào. Có thể là giáp giới đèo nghe, có thể là giáp đèo mẫu, rồi ngày mai tiếp tục cuộc hành trình vượt qua đèo ngang bóng sứa tà cả nhà. 3 giờ mới đi à? Không phải đâu, tùy duyên đó. Thầy có đồng hồ đâu mà thầy biết 3 giờ với 2 giờ, thầy thích đi mua thầy đi. Ở đâu đó, ở gần đèo ngang. Ở gần đèo ngang nha cả nhà. Cách đèo ngang mười mấy cây, gần 20 cây. Lại 6 phút mà chưa được 2.000 người. Cả nhà mình không chia sẻ rồi. Để tí nữa để thành Trung sẽ hỏi một vị mới ở An Giang, ở thấy là ở trong núi. Buổi sáng thì nói trong núi đấy, mà trong núi sao mà cứ dùng nhiều điện thoại, toàn điện thoại xịn. Không biết có thật hay không? Nay chiều vẫn đi theo thầy chứ? Em đang có cửa đi. Đi theo thầy lên đến đèo ngang đi buổi chiều. Rồi đúng rồi, thầy ra đó thầy ngồi nó mát đấy. Ngồi ở đây tại vì không phải ngồi sau đông quá, ngồi kia là vẫn là ngồi ở nắng đấy chứ, là nắng ngồi đó chứ không phải ngồi mát đâu. Đây cả nhà này, đó đang ngồi ở mái ngoài đây này. Đó một mình một gốc cây cây keo. Thiên Nguyên đừng dán đường link vô trong đường like nha Thiên Nguyên ơi. Dán đường link vào trong đường like. Không cầm được không? Dán đường link vô trong đường like của anh là nó xì bam đó nha Thiên Nguyên. Bỏ cờ lê đi bạn ơi, chiều nay là ta sẽ ở đèo ngang và có lẽ là chiều nay là thành Trung cũng ở treo võng ở cái khu vực đó nghe cho cả nhà đó. Đó là bữa nay không tắm, tối nay là chắc là có lẽ là không bao giờ tắm đó. Minh Tạng à, không phải sư Minh Tạng, sư Minh Tạng đang ngồi ngoài đây. Thành Trung lúc nãy ai đi quá trời để Thành Trung nghe thử coi này, có mấy chi ở trong Sài Gòn ra bay ra sân bay Đồng Hới. Khuya nay em đi, sáng mai em bay. Vậy là chưa chắc là đổi vé rồi, 7:20
Chia sẻ đấy cả nhà, thành Trung sắp thành sư luôn rồi. Còn lâu, thành Trung không đủ duyên. Thành Trung không đủ duyên để xuống tóc. Mình tu tâm tu tính như cần như gì đâu phải là nhà sư cả nhà. Cứ theo thầy giữ lấy mấy cái giới của thầy là được rồi, mấy cái giới luật của thầy là được rồi. Thầy khuyên là giữ năm giới, tốt nhất là giữ năm giới, nhưng mà mình giữ lấy 2-3 giới thôi. Mình chả ấy, cái giới nào mà coi như cần thiết thì mình giữ. Còn ví dụ như cái giới ăn thịt đó thì coi như mình phải ăn rồi. Thầy đâu rồi? Thầy đang ngồi đó cả nhà, đó. Nhà thấy không? Đó. Các thầy giờ đang chuẩn bị để đi. Để thành Trung sẽ đi ghi hình chia sẻ cho cả nhà mình. Live trực tiếp 100%. Có một cái tin nhắn này bảo là cái như A Di Đà Phật. Con trai ơi, con trai, alo, dạ thành Trung ạ, vâng, dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Quên like chia sẻ nha. Và theo dõi hành trình của. Rồi ok, em đang like. Rồi ok, em nghĩ có đâu là có cái chuyện gì quan trọng nữa nha. Em đang like nhé. Dạ. Thì em coi cái tin nhắn của cái bạn nào đây nè. Cái bình luận của các bạn nào đây mà cái này cho tiền thành Trung đi là thế nào đây, có ý gì đây hả? Đâu rồi, có ý gì đây? Thành Trung đã nói bao nhiêu lần thành Trung không có nhận tiền nhận đồ rồi mà cái cho tiền thành Trung là cái ý là gì đây hả? Chị thành Trung là chờ cái chúc thành Trung giữ gìn sức khỏe đây là ok rồi. Rồi bắt đầu. Cảm ơn thầy đã tặng cái lọc cho mình. Thấy bạn gái ôm rất kỹ cái khăn. Cái khăn này là được thầy hóa duyên. Thầy hóa duyên ấy. Thầy hóa duyên. Quá tuyệt vời luôn. Này là chắc là cái này là rất là được duyên đấy. Chào quý khách nha. Nắng cả nhà, nắng lắm. Giờ ta đi thôi, ta lại đi vòng vòng. Cho cả nhà đi vòng vòng ấy. Đi vòng vòng
các thầy cho con chuẩn bị đi nóng, máy nó nóng kinh khủng. Nó có nhiệm vụ đâu đây. Anh ơi, anh nhớ đặt cái lượng đó thấy cho em kìa. Thì em nó có đi liền này mà chưa thấy cái đó. Anh ơi, em nhớ vậy đặt cái lượng đó thấy cho em rồi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Em có nhiệm vụ đâu. Em nhớ thì em có sợ em muốn. Anh đang không, em đang hỏi anh. Em mà vô lỏng đuổi rồi. Thành Trung nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, Thành Trung sẽ giữ gìn sức khỏe. Giờ khỏe như trâu như bò. Giờ coi như Thành Trung đang khỏe lắm. Đi bộ vẫn đang đi thực tầm 20 cây số này. Để like cho cả nhà mình xem. Cả nhà ôi chà. Nè, mấy mấy cô gái Hà Tĩnh đứng đây thấy lâu lắm rồi nè, phải không? Phải đứng đây. Tụi em đứng đây từ lúc nào? Lâu chưa? Từ trưa đến giờ hả? À, 30 phút rồi. Tại vì đeo khẩu trang gái Hà Tĩnh cái giống giống nhau hả? Giống giống hả? Ô, em cảm ơn Phạm Huân nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Thành Trung number one. Quay gái xinh đẹp quá. Ô, trời, gái Hà Tĩnh thì coi như ai cũng đẹp. À, từ cái phốt người đó, cả nhà thấy không? Đấy, gái Hà Tĩnh xinh gái lắm. À, các thầy giờ nghỉ ngơi một chút xíu là để lên đường nha cả nhà. À, thầy cho em xin chào Minh Tuệ. Rồi trong chung cái lạnh thì em được thì được trả đâu được cái cống chứ phải tròn nữa. Cảm ơn anh. Chào ơi, chào trai mô. Lại mất giới, không không phạm giới. Quyết định không phạm giới. Nghe cả nhà, quyết định không phạm giới. À, các cô các bác ở đây chuẩn bị xe rất là nhiều nè, có thể là đi qua đèo ngang luôn nè. Đó. Các cô các bác có thể là coi như đi qua đèo ngang luôn, đi qua Quảng Bình luôn. Oh. Rồi chia sẻ đây cả nhà. À, suýt là phạm. Suýt phạm giới. Nhưng mà vẫn giữ được khoảng cách, không phạm giới. Thành Trung đang đi tìm gái này. Không, tìm gái là phạm giới. Đi quay cuộc bộ hành của thầy cho tất cả mọi người được theo dõi. Nghe chưa nè. Chứ còn không có đi tìm cái đó. Đi tìm cái đó là phạm giới. Anh theo thầy xuyên Việt. Anh Thành Trung đâu có tán thích cái gì đâu. Khổ quá. Thành Trung đang đi phỏng vấn chứ đâu có tán tiếc cái gì đâu. Nói vậy là phạm giới đó, nói tán là phạm giới. À, nghe chưa cả nhà. Đây, không biết Thành Đạt đi đâu rồi nè. Để coi là rồi à. Em nghe thuốc gì vậy?
Ô chà, có thứ thơm hút. Rồi em cảm ơn nha. Nhấp tí cà phê đi. Thuốc gì mà lạ lạ ta? Thuốc đi theo với cà phê. Tóc bạc hết rồi này. Tôi về xuống tóc đi tu luôn chứ có gì nữa. Không đi tu không được đâu, mình chưa đủ duyên để đi tu đâu. Chưa đủ, tiểu bơm gửi đón đủ chứ. Tôi là... Nếu vậy thì có nghĩa là bấy giờ chỉ cần thải đồ uống tột thì là tôi đi tu luôn. À, là vợ đó hả? Không, chưa, vợ nha. À, người là bữa vợ thái đồ uống tốt là mình đi tu luôn hả? Hay là sao? Thải đồ uống tột là đi tu luôn. Không, vậy không được. Vợ không chỉ tốt thì... Vợ không tốt thì phải làm cho thái độ tốt. Thành Đạt ngủ rồi, không biết là ngủ ở đâu. Nhấp nhấp miếng cà phê cho nó ấy này. À, đi nha cả nhà. Đi vào phía bên đây thì hiện tại bây giờ là 14:25. À, 14:25 thì chắc có lẽ là còn tầm 10 phút các thầy chuẩn bị gói những cái hành lý như những cái tấm bạt rồi những cái đồ cá nhân. Rồi các thầy sẽ lên đường. Chân dài cống cổng con kia. Sao mà có như like ở đây mà khán giả để ý kỹ dữ vậy ta? vẫn để ý kỹ, vẫn biết là chân dài cổng con, khổ thật đấy chứ mình. Phạm giới, như vậy là phạm giới. Được cái là mọi người ở đây á, ví dụ như là tỉnh này qua tỉnh kia là đi với các thầy á, là xin số điện thoại rất là nhiều, là gắn kết được cái tình cảm Phật tử với nhau, là coi như xin số điện thoại liên lạc là coi như các tỉnh. À, Thành Trung không hút thuốc vào rừng lá khô. À, ở đây thì không vì gì đâu, mình hút nhưng mà Thành Trung sẽ cầm ở trên tay mà không để lung tung, nói chung là không gây ảnh hưởng gì đâu nha cả nhà. Cả nhà mình chia sẻ lên 7K đây cả nhà. Sao hả? Mệt hả? Hả? Mệt hả? Tháo vọng ra đi. Bảo chú tháo vọng ra đi. Tháo vọng biết ấy chưa? Ai có nước không ta? Vô xin thầy. Vô xin thầy nước. À, lấy lọc. Bỏ đi. Không bỏ được. Cầm treo vô. Nó rơi. Đây. Đó rồi. À. Anh Trung đang phát trực tiếp mà. Còn dây nước nào không nhỉ? Ok. Đó. Anh Trung uống không? Có chứ, uống miếng à. Uống à. Em có đầu tư gì đâu anh, em cung cấp hết đấy. Uống nước thay cơm. À, nước là sức khỏe. Hôm nay Thành Trung chưa điểm danh Quảng Bình. À đúng rồi. À, ngày sáng mai với điểm danh Quảng Bình. À, vì là tối nay là đang ở đèo ngang.
sáng mai là Phật tử Quảng Bình thành trung sẽ đảm danh nha. Hiện tại bây giờ thì có ai ở Quảng Bình không ạ? Có ai ở Quảng Bình ở đây không ạ? Ồ, ai mới? Có ai ở Quảng Bình ở đây nhấn số 1 đấy ạ? Đây, bà ở Quảng Bình đây. À, ô, bà ở Quảng Bình nha. Bà ra lúc nào? Bà ra đi chắc em khoảng 1 rưỡi 2 giờ. À. Bà đi lễ Phật Đản ở trong Quảng Bình. Trong là mấy người ra? 7 người xã Bắc Sai. À, là 7 người ở Quảng Bình ra rồi. Ồ, Quảng Bình ở trong đây cũng khá là nhiều nè. Thấy có. Ồ, Quảng Bình đang chờ thầy. Đó. Ồ, chà. Vậy là coi như cũng biết luôn. Dạ. Thành Đạt đang gom bóng. Đang gom bóng ở kia. Dạ. Chung là view ghê lắm, 10.000. Dạ. 10.000 dễ sợ lắm. Thành Trung lan tỏa khắp thế giới mà. Ừ, 10.000. Chung mà không mới có 5.000 thôi. Không, mấy bữa. À mới 10.000. 9.000, 10.000. Ra đây rồi khi nào? Coi mà coi cả thế giới. Coi cả thế giới luôn. Đi bằng phương tiện gì chị? Có dạ bây giờ đi theo thầy là chú đi xe thuê xe ra đây. Đi lễ Phật Đản. Tối nay là ở lại luôn hả chị? Là dự định của nào? À. Chưa biết được cái hành trình của thầy đâu chị ơi. Đi đến đó thì đúng rồi, hữu duyên trên đường hữu duyên, phải chọn điểm nào đấy thì điểm thì thầy thì hữu duyên chứ không có sự xếp đặt trước. Trước. Dạ. Con ở xa hơn nhiều, nói chung là ốm đen nhưng mà đến là khỏe lắm. Đi từ Bình Định ra vừa nhìn đi theo bạn nó đi thi tải á, nó bỏ vô qua đèo nó bỏ con xuống, nó có một cái gì con đi nó mệt mỏi, nó chạy ra Hà Nội nhìn tận mắt thương nó sụp xuống. Dạ. Dạ. Rớt nước mắt luôn. Dạ. Thì bây giờ do duyên á thì sư dạy cô gặp sư có duyên cô lúc trước ha, sư cười mà sư nói pháp rồi sư vui, rất là vui khỏe lắm. Dạ. Bây giờ thì thầy không phải đi một mình nữa mà là thầy đi rất là nhiều, nói chung là cái gì cái cũng có một cái áp lực nào đó. Vâng, thì cũng mong sao thì coi như thầy sẽ vượt qua được trong cái giai đoạn này rồi để mà cho đi nói chung là cho mọi người học hỏi những cái gì, những cái hạnh của thầy. Dạ. Ồ, cái gì mà đông thế? Thầy đi mà có cái gì mà đông thế? Thầy giờ bắt đầu đi mà. Dạ, Thành Đạt ạ. Dạ. Vâng, giờ con đi theo thầy luôn. Nghỉ hè là đi theo bố luôn ha. Dạ. Dạ. Ô, trời, cái gì ạ? Cái gì mà đông thế? Để Thành Trung coi là cái gì nha cả nhà. Sao đông thế? Đây, xem là cái gì nha cả nhà. Không biết là cái gì. Không chán lần số này. Không biết là cái gì luôn đó cả nhà. Cả nhà có coi có thấy cái gì không? Rồi đi. Lấy cho chú cái.
Ồ đúng rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Thầy Minh Tuệ phát lộc à? Thành Trung ở ngoài không thấy, cho cả nhà thấy rồi chứ Thành Trung không thấy. À Xuân Quân, Xuân Quân ơi. Đây 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 bà đây. Cái đầm bọc bóng ấy là Xuân Quân cho cô kia hay sao? À. Đi cả nhà. Rồi Xuân Quân nó là đi theo thầy luôn rồi đó cả nhà. Là quyết định đi theo thầy luôn rồi đó. Coi coi có còn sót cái gì không? Vừa đi vừa sạc pin. Đó. Giờ là thời tiết khá là nắng nóng. Mình phải nói là rất là nắng nghe cả nhà. Chứ không phải là nắng bình thường đâu. Đi thôi cả nhà. Rửa nè, rửa là đồ của Sư Huynh là Thành Trung chỉ giữ có hơn 200 ngàn nha, cả nhà nha. Hơn 200 ngàn với một cái, hai cái điện thoại với một cái cây quay nha cả nhà nha. Cả nhà làm chứng cho Thành Trung đó nha. Cái Sư Huynh mà hóa duyên đi theo thầy Minh Tuệ á. Cục sạc dự phòng cô kia bảo là mượn sạc là cũng chưa thấy trả lại. Hỏi sư quân đó đi chứ đó đi chú Trung rồi chút xíu nữa là Thành Trung sẽ hỏi. Đi tiếp hả? Nắng này, nắng lắm. Đó, mấy chú giao thông giờ lại bắt đầu làm nhiệm vụ. Giờ bắt đầu lại đi ra ngoài đường 1B nha cả nhà. Ở đây là đường 1B, còn ở kia là đường 1A, là hai đường 1. Giờ là đi ra đường 1 là tiến thẳng về đèo ngang. Tối nay là có lẽ là sẽ dừng chân tại gần khu vực đèo ngang. Quá nè. Ra đường 1. Bình Dương xin chào. Cách tầm 20 km, không khoảng cỡ mười mấy cây thôi cả nhà, chứ cũng không đến 20 km đâu. Còn ở đây là có cái anh trai nhặt ve chai này, là Thành Trung thấy cũng đi cả mấy chục km rồi đây này, đi theo thầy mấy chục km rồi, chứ không phải không biết là có đi tiếp tục qua đến Quảng Bình không. Ra đường lớn, đường 1B, đường này là đường 1B, tiến thẳng về khu vực đèo ngang. Ở
đây thì trời, mình phải nói là nhiệt độ hơi cao. Buổi sáng có gió, giờ không có một tí gió. Giờ là rất là đông. À, kiểu trưa nghỉ mọi người tập trung lại, giờ đi ra khá là đông. Chắc có lẽ là đi tầm khoảng cỡ 5-6 km thôi là rãn bớt, các cô là sẽ đi về. Rất là nắng. Ô, một chiếc xe ben to lắm. Xe ben 15 tấn. Nghi về 15 đến 20 tấn. 10 khối. 15 khối. Đó, biết ngay là sẽ đi về. Không đi nữa à? Hả? Để cho thầy đi cho rộng rãi. Đó. Mọi người thấy con gái Hà Tĩnh ngồi xinh không? Nắng nắng ni mà coi như ai cũng trắng, bịch kính mít coi như lòi qua hai mắt là đeo kính đen vô, da trắng nõn. Con gái Hà Tĩnh xinh thật. Chia sẻ cho thành Trung á. À, giữ giới. Giữ giới, phải giữ giới. Mới rất là khen thôi. Chứ không lại gần, lại gần phạm giới. Nha cả nhà. Chiều lại mới đẹp. Nói chung là chiều lại thì mình những cái hình ảnh nhá, nó mới đẹp được, chứ buổi trưa là nó nắng cả nhà, nó phản nắng. Nhìn nó không có đẹp. Ở đây là đường 1B nha cả nhà. Dân cư nó rất là thưa, không có. Kiếm một em Hà Tĩnh à? Ô, không được giữ giới mà, giữ giới không kiếm không? Cái này à, thành công đảm bảo đi tầm 5 km phải nghỉ. Tầm 5 km thôi là phải nghỉ. Vì cái nhiệt độ vẫn gớm. Dạ? Đi hết rồi à? Lên xe cho quá vàng đoạn ha, cho quá vàng chạy lên trước luôn ha. Ồ, trời, ok. Rồi chạy lên trước luôn hả? À. chạy qua các thầy luôn. Nắng lắm, nắng không từ thể tương tương được không? Có lại. Kêu cầu đá. Rồi, cảm ơn Thanh Kiều. À,
mới nói giữ giới, giữ giới. Đó là thành thành trung sinh quá giang, chứ vẫn giữ giới mà. Khổ quá cả nhà. Đi. Các bác đi, đi. Đó, làm nhiệm vụ. Tại vì tài xế đang dừng lại để quay. Ở trên xe thì có khá nhiều là hành khách. Nên là các chú giao thông bảo là đi, ở lại tắc đường. Gây cản trở an toàn giao thông. Đi đầu là sư Minh Trí, đi thứ hai là sư Minh Tạng. Và đi gần cuối là rất nhiều. Rồi đi nha cả nhà, để thành trung đi vào đây luôn. Nắng không thấy bình luận mà đọc luôn. Cả nhà hết sức thông cảm nha. Nói chung là không phải là thành trung không đọc bình luận của cả nhà đâu, nhưng mà hắn nắng quá, lóa, không tài gì mà thấy được. Nắng, nắng khủng khiếp luôn. Đó, đó, đang like Facebook, đang mời chào coi như ra cái đường gặp thầy. Đó. TikTok là Facebook đó. Hả, Facebook hả? Em mới rồi đấy. À, người, người Hà Tĩnh hả? Dạ dạ. À, tiếng nói Hà Tĩnh dễ thương nhỉ? Thật đấy chứ? Vì em ở Sài Gòn 10 năm rồi. À. Em ở Sài Gòn 10 năm, em về đây buôn bán là 10 năm rồi. À. Ồ, nguyên cái đồ núi à? Ở đây núi đá rất nhiều. À, núi đá nhiều. Dạ. Đẹp. À, phong cảnh có núi, có biển, đẹp. À. Dạ. Mà con gái ít đúng không? Ờ để đi con gái hiếm hơn con trai nhiều. À con gái đi hết rồi đúng không? Dạ. Đi đến gặp thầy này có tới không? Giữ giới, giữ giới. Giữ giới. Không được cử các thầy gặp thầy nhưng mà nữa. Biết là tôi trong nhân gian tôi lấy được lực lượng của tôi nhưng mà như thế. Hiện tại bây giờ đang đi bắt hướng Phù Vĩnh. Ô chà, gặp đất dép thành trùng luôn. Đến hướng Phù Vĩnh. Đi từ từ thôi các bạn ơi. Tất cả mọi người đến các thầy là chiến thông nhiều. Dạ. Có khá nhiều. Đẹp lâu đấy, thương thủ là nhiều nha mọi người. Dạ, em nói đi cho anh nha. Dạ, ở đấy là có anh bên chỗ kênh Thành Trung. À, bên Thành Trung đang quay trực tiếp nhá. Dạ, nói đi. Lên cho một lượt chia sẻ với lời thả lá thả tím nhé mọi người. Nói mãi tụi lại sau. Phải em thả tiếp tiếp hết. À. Ô nắng quá. Ôi, ai thì đặt mùi hôi chảy xuống mắt cay xè rồi. Công nhân là các cô vẫn khỏe đó. Các cô vẫn khỏe mà thầy khen thầy khỏe đi. Không, phải thầy luyện bao nhiêu năm rồi. Ở đâu? Cháu ở xa lắm. Ừ. Cháu mãi ở trong Bình Dương. Đấy là đến Phú Vĩnh đấy đấy. Nắng cực không thành trung, nắng lắm cả nhà.
nói chung là mình phải nói là nắng hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua là coi như ấy, bữa nay phải nắng thêm mớ nữa. Đi vô các cô ơi, đi vô Bạch Vôi đi. Đi vô Bạch Vôi. Phát cái gì? Phát trực tiếp. Đang phát trực tiếp đây. Các cô ơi, chúng ta đi vô Bạch Vôi đi, đừng có để cho cái công an nó nhắc nhở. À quên, công an nhắc nhở chứ là coi như ấy. Công an nhắc nhở là coi như đã đi vô bên trong Bạch Vôi. Đừng lấn lan mọi người ơi, cảm ơn đừng có lấn lan nguy hiểm nữa. Tới đâu rồi hả? Ở đây không biết là ngã ba Phú Vinh à? À, ngã ba Phú Vinh Kỳ Liên Hà Tĩnh. À, đây là người ở địa phương nói chứ không có biển báo. Không lại đâu gọi bảng nhé. Dạ. Lại đâu gọi bảng Phú Vinh đó. Không nhìn thấy một cái gì lóa luôn, đúng rồi, chờ thành trung chả thấy nhìn thấy cảnh nữa rồi đó, nắng mà coi như nhòe đây rồi không nhìn thấy cảnh nữa luôn. Cả nhà theo dõi coi như thấy cảnh đẹp, giờ thành trung coi như nhòe mắt đấy luôn. Hoành Sơn à? À, núi này là núi Hoành Sơn. À, không biết là không, chắc là đang đi sau. Ở đây không một bóng cây. À, không có một lấy bóng cây bóng cối gì luôn. Ở đây là cách Huế là 245 km nữa. Đó, đây cả nhà, cột mốc. Đó. Đây là có một cái giống như kiểu là cái mương thủy lợi á. Thám như cảnh đẹp lắm. Dạ, 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 dạ. Thành Đạt, Thành Đạt. Vâng, đúng rồi, Thành Trung, Thành Đạt. Anh có chứ, thôi kia ba hàng là đã làm rồi đúng không? Em làm trước đó lâu chứ, nhưng mà không làm cái đó. Cái đó nhiều thị phi quá không làm. Làm cái gì mà đừng dính gì đến thị phi. Ồ, chả được tí gió mát rứa đây nè. Các bác ơi, đi vô trong Bạch Vôi đi. Ni mà vứt dép vô đi tầm 2 km là phồng chân. Phồng chân chắc luôn.
chào em cô gái Lam Hùng. Chiều hôm nay là cũng sẽ gần tới đèo ngang rồi, chứ nói chung là ráp đèo ngang. Mấy chú giao thông giờ cũng coi như cũng tím cái chỗ mát mà đứng ở đây chứ gần. Nhưng mà đứng ở ngoài đường mà điều phối thì coi như cũng ngất đi đây chứ. Ô, trời, chạy ta. Đấy, chạy nhanh lên. Đi vô bên trong Vạch Vôi đi cả nhà ô. Chúng ta đi sau một tí cũng được mà. Nắng nắng đi mà coi như. Rồi đi xuống mương luôn. Đi như gió, đi như bay. Nắng này tầm khoảng 40 độ đổ lên. Có khi là hơn 40 độ. À, chào anh. Nắng quá là nắng. Bước qua Quảng Bình, nắng ở Quảng Bình cũng nắng ghê lắm đó, chứ không phải bình thường đâu cả nhà. À, miền Trung thì nắng nhất là Hà Tĩnh với Quảng Bình, Quảng Trị là ba cái tỉnh là nắng nhất về mùa nắng. Dạ, chưa đến đèo ngang ạ. Chắc là chiều hôm nay mới đến đèo ngang nhé. Cả nhà ơi. Cả nhà thân yêu, thân thương ơi. Nói chung không... Nắng quá lóa mắt rồi, không đẹp được bình luận nữa. Cả nhà hết sức thông cảm và hoan hỷ nhé. Đó, cởi dép ra luôn. Rồi, xong. Đi tí là rách nhớ rồi, coi như phồng chân lên ạ. Thầy đi nhanh quá, đúng rồi. Thầy vừa đi vừa chạy thì mới kịp. Chà.
Thành Đạt đó rồi, cứu bố. Khu vực miền Trung nắng lắm. Dạ đúng rồi, miền Trung nắng cháy ra người. Đi dày à? Con không đi được mà. Ồ. Thấy xe Thành Đạt vứt ở đây rồi này. Chắc là Thành Đạt lại rồi. Khủng khiếp thật. Thành Đạt đang lại nha cả nhà ơi. Trung đi ngày nay là ngày thứ mười mấy rồi mà coi như nắng đi mà đúng. Thấy à, mọi người đi là khủng hoảng luôn á. Mình phải nói là khủng hoảng luôn á. Cả nhà qua bên kênh Thành Đạt nha. Qua bên kênh Thành Đạt theo dõi nha cả nhà. Thành Đạt đang live đằng trước á. Miền Trung gian khổ nhiều đời. Thành Đạt cứu bố rồi, Thành Đạt đang cứu bố. Mấy chú công an rồi coi như cũng phải tìm một nơi mát đứng này chứ về. Thành Đạt cứu bố gái nhiều quá. Nãy gì không nói, đang ngồi ở quán nước mía là chờ đây. Nói thật với cả nhà này. Anh ướt sống ướt sạch. Bút biết mà. Anh phá cái ra nước không hả? Cả nhà qua kênh Thành Đạt xem like nha cả nhà. Để tập trung xuống like. Bây giờ coi như mùa vui mùa kê coi như ướt thế. Mua ô tô mà đi ô tô là không like được cho cả nhà xem đâu à. Cả nhà đó là mua ô tô nhưng mà ô tô mà đi sao mà bằng xe máy được. Đi xe máy là nó rất là tiện. Mồ hôi mình chạy một mắt là con không thấy một cái gì luôn. Vậy mà các thầy đi đúng như bay vậy. Bị tắt máy hả? Nãy anh có bị tắt máy không? Không. Nãy 6 người bị tắt máy. Bị mất. Nóng mất. Quá. À không, máy anh không bị gì. Đen thui. Đúng rồi, đen thui rồi. Ô, trả tiền rơi đây. Ô, 500 ngàn rồi, đồ quá trời kìa. Giờ mà đi. Đi mà bỏ tiền quá, chống nắng mà chạy thì coi như. Ô, em cảm ơn Trần Hùng nha. Dạ là để em mua lon bồ hút cái muống. Cả nhà qua bên kênh Thành Đạt nha cả nhà. Qua bên kênh Thành Đạt sẽ theo dõi nha cả nhà. Thì khi mà Thành Đạt like được tầm khoảng 35-40 phút nữa thì Thành Đạt sẽ like. Thì cháu nó cũng chưa mấy từng trải về cái thời tiết như này, chắc có lẽ là quá khắc nghiệt rồi.